Xin chào tất cả các bạn. Thì chúng ta lại quay trở lại bài học tiếp theo, đó là cái phần After Effects. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm các cái vệt sáng ở trong trong cái logo hoặc trong cái phần sản phẩm hoặc là các cái đối tượng mà chúng ta cần làm vệt sáng, như các cái clip quảng cáo hoặc là các cái sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc là mỹ phẩm, nó đều có một cái vệt sáng hoặc là sữa. Ví dụ như là đây, cái sản phẩm tôi vừa thực hiện này, ví dụ như cái logo này của VinFast này, đó chúng ta làm những cái vệt sáng này, đó vệt sáng này rất đơn giản. Ở trong phần After Effects thì có phần CC Lightwave, thì chúng ta chỉ cần thả vào và chúng ta kéo keyframe thì là nó sẽ được một cái thành phần như thế này. Đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nhé. Đầu tiên là các bạn phải có cái file ảnh hoặc là file Photoshop, bạn đã bóc được cái lớp PNG ra để chúng ta tách các đối tượng ra để làm cho nó dễ. Ví dụ như như cái này thì là tôi đã bóc sẵn rồi này, nó có cái lớp này background này, lớp chữ này, lớp cái phần logo trên đúng không? Sau đó thì chúng ta sẽ phải nhóm nó lại này. Đây chúng ta sẽ làm nhá. Đây có ba cái đúng không? Khi mà chúng ta tạo ra trong phần After Effects thì chúng ta tạo ra được ba cái này. Com này, chúng ta chọn là khoảng 12 giây đi, chưa? Đó nó bị lộn các cái thứ tự thì chúng ta kéo xuống này, đó. Tắt mắt để nhìn thấy này, à, đó, được chưa? Các cái ảnh tĩnh này thì bây giờ chúng ta sẽ phải nhóm nó lại, tức là nhóm một lớp background riêng này, cộng với lại hai cái lớp này, đây là riêng đúng không? Đợi nhóm này, chúng ta sẽ dùng cái lệnh Ctrl Shift C, đó, để ra tạo thì ta ghi phần này là logo, đó. Chưa? Lệnh khá là nhanh. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái hiệu ứng là CC Light Switch, đó, tôi để sẵn đây rồi, đúng không? Kích vào này. Đó. Phần Effect Control chúng ta sẽ nhìn thấy luôn này. Là cái này là cái phần tọa độ của nó, chúng ta phải kéo này. Đó. Tức là sao, cái đối tượng này nó chỉ hiển thị trên cái việc mà chúng ta đã tách được cái layer này ra này, cái layer này, đó. Nhưng nếu như chúng ta mà có cả cái phần background như thế này mà chúng ta thả vào thì nó là nguyên một cả một cái lớp luôn, đó, thấy chưa? Rồi thả lại cái lớp là lớp background đúng không? Đó, ví dụ thế, khá là đơn giản, được chưa? Đây, về đây thì bây giờ chúng ta sẽ làm nào? Đây, có được cái vệt sáng rồi, đó, thì bây giờ làm nào để chạy như này? Chúng là chúng ta dùng cái biện pháp keyframe, key điểm. Đó. Phần dưới này chúng ta sẽ là cái phần ánh sáng mạnh mạnh đậm nhạt đúng không? Cái này cái độ sáng này, độ bề ngang này, rồi cái độ mềm này. Và cái màu sắc thì cũng ngoài cái màu sáng ra thì nó có cái màu đỏ này, màu tím này hoặc là màu xanh này, đấy chúng ta có thể điều chỉnh, nhưng mà thường là cái này sẽ là màu trắng. Đó. Nó kéo này. Chưa? Đây chúng ta sẽ kéo từ đây đi. Tức là đoạn đầu tiên thì chúng ta sẽ nên làm một cái hiệu ứng, đó chính là hiệu ứng mà làm một chút hiệu ứng để cho nó khi nó vào thì hoạt động nó không bị cứng, thì chúng ta sẽ làm cái động tác zoom. Chưa? Đầu vào này. Phóng to lên này. Chưa? Tạo này. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta là hơi cứng đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dùng tiếp cái phần tiếp theo. Đó chính là opacity. Đó. Về đầu này. Đây là không này. Chưa, chúng ta kéo thử này. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta muốn có một cái ứng mà trông nó đẹp hơn một chút xíu thì chúng ta sẽ dùng cái hiệu ứng tiếp theo, đó chính là cái phần Photoshop. Cái Photoshop này ấy, không phải là chúng ta cài ở trong phần nguyên cũng được đâu, mà trong phần After Effects chúng ta vẫn cài được. Đó, tôi đã cài được rồi. Đấy, tôi dùng này. Đấy, trong cái phần này thì chúng ta chọn được rất nhiều các hiệu ứng đẹp, các hiệu ứng mà theo ý của mình. Ví dụ như này. Đó, tôi thử. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sửa này.
Rồi kéo thử nha. Đang bị đứng im. Đúng là không được. Quay lại này. Kiểm tra là cái ứng mà tôi vừa sử dụng. Đó là cái ứng rồi bỏ qua nha. Bây giờ hiệu ứng chúng ta lấy lại cái hiệu ứng này đi. Đây chính là cái phần hiệu ứng đây. Copy này. Đây. Rồi, quay về đây này. Chúng ta paste này. Rồi. Đó, lấy cái hiệu ứng ban đầu đúng không? Rồi, hiệu ứng này thì bây giờ chúng ta sẽ làm như nào? Rồi được chưa? Đến đây này. Chúng ta sửa lại cái phần CC line này, kéo lại nhá. Đây, đặt vị trí đầu tiên này. Và chúng ta kéo lên đến cái thông số của cái phần cancel, nó chính là cái vị trí này, cái vị trí này đấy nhá. Kéo là có đây là cái tâm của nó nhá. Kéo này. Rồi đại đây này. Key điểm này. Kéo tâm điểm thứ hai này. Kéo qua này. Được chưa? Rồi chạy thử nhá. Đó. Được chưa? Được chưa? Rồi. Tức là ngoài cái ứng CC Squid này ra thì chúng ta có thể làm một cái ứng tiếp theo. Tắt đi nhá. Tôi bỏ cái ứng này đi này. Tôi sẽ lấy một cái ứng khác này. Cái ứng khác. Ví dụ như ở đây tôi đã cài cái bộ Jacob ấy, thì chúng ta sẽ dùng cái bộ Star Glow này, đúng không? Vứt vào. Đấy, cái phần phát sáng khá là hay. Đấy, chúng ta có thể cũng có thể chỉnh được. Chưa? Cái phần này chúng ta có thể làm cũng được. Nhưng chúng ta điều chỉnh. Sau đó thì chúng ta transform nó đi. Đấy là một cái này. Hoặc một cái nữa là chính là phần scene. Đó, cái phần này rất là hay. Được chưa? Tôi nhìn nhá. Cái phần scene này, chúng ta kéo này. Độ sáng này. Cái ánh sáng này, cái cường độ ánh sáng này. Đây, cái độ chiếu sáng của nó này. Đó, được chưa? Ta các cái chế độ này là chế độ hòa trộn của các cái hiệu ứng. Đó. Rồi sau đấy là cái vị trí này. Đó. Đúng không? Cái vị trí của ta vậy. Đó. À, chúng ta kết hợp luôn nhá. Nhìn này. Một hiệu ứng đúng không? Tắt đi rồi. Hiệu ứng thứ hai này. Từ đây này. Đây nhá. Từ đây này. Tích này. Kéo sang đây này. Kéo về vị trí tiếp theo này. Đó. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào tiếp này? Chúng ta bật cái phần CC line lên này, chúng ta nhìn này. Một hiệu ứng này, được chưa? Nó chiếu sang này. Chiếu sang nó. Chúng ta thấy ổn chưa? Được chưa? Rồi, bây giờ với cái phần logo thì như vậy thì chúng ta sẽ áp dụng với cái việc mà chúng ta sẽ làm một cái sản phẩm ở thực phẩm chức năng hoặc là hộp thuốc. Ví dụ như là tôi sẽ tải một cái hộp thuốc nhá. Thì đây đấy, cái phần như thế này thì bản thân chúng ta tải về nó sẽ là một cái phần ảnh PNG. Thì chúng ta phải tách cái lớp nền nó ra. Đấy, tách lớp nền ra thì chúng ta khi đó thì mới có thể làm được cái phần này. Đó. Đây. Phần này là có thể cái ảnh này đang hơi khó bóc. Mà tôi sẽ lấy một cái ảnh khác dễ bóc hơn đi. Đây, cái này đi. Cái này có vẻ dễ bóc hơn đúng không? Đó. Nhưng mà cái phần này vẫn đang hơi bị. Người ta chỉnh lại cái màu một chút xíu này. Để cho nó
đậm lên. Đó thì nó khi mình tích cái này nó sẽ không bị loang vào cái sản phẩm. Rồi, đó cái phần sản phẩm đã được bóc ra đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ save lại này. Với một cái file đó là cái file PNG đó, thì chúng ta sẽ đặt ở cái phần bài 4 này này. Đây, sản phẩm đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta lấy vào này. Lấy vào phần đấy. Đây. Rồi, cái phần sản phẩm này ra tạo này. Nó bóc có vẻ là hơi lem nhem nhưng mà chúng ta đây là chúng ta test thử đúng không? Tạo cho một cái lớp màu trắng nền. Được chưa? Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm này. Gõ này. Các bạn sẽ gõ vật CC line. Đấy, nó sẽ ra luôn này. Được chưa? Cái sản phẩm này. Rồi. Đó, chúng ta đã được một cái đường line qua cái sản phẩm, đúng chưa? Đấy, và việc tiếp theo chúng ta sẽ là key frame, key cái điểm của nó này. Đầu tiên này. Tích vào này. Kéo cái điểm bị đến cái thời gian rồi chúng ta cần cho nó chạy qua này. Đó. Rồi tiếp theo này bây giờ chúng ta lại dùng cái sản hiệu ứng tiếp theo đó hiệu ứng sim này. Rồi lấy luôn ở cái bên này cho nhanh nhá. Rồi đấy thì bây giờ chúng ta lại chỉnh lại cái thông số này thôi. Đây cái vị trí đầu tiên này. Đấy. Kéo lại này. Tắt luôn về cho dễ nhìn. Kéo lại cái này. Chưa? Đấy, sửa lại vị trí nhá. Sửa lại cái sửa lại này. Rồi này, đến đây này, 100 này, xuất hiện đây này, rồi nó đã chạy qua này, đó, và về đây thì phải bằng 0, cho nó mất cái ánh sáng kia đi, giống như chạy qua, vệt nắng chạy qua vậy. Rồi, xin lỗi các bạn là chưa keyframe lại nhá, đây, chỗ này là 0 này. Rồi đến đây là 100 này. Đó, đến đây nó là 100 này. Khi 9 này, để cho nó có cái keyframe. Đến đây thì là 0 này. Rồi kéo dài cái này ra. Rồi chạy thử này. Đó. Chưa? Rồi bây giờ cái này nó hơi mạnh, bây giờ chúng ta có thể sử dụng nó này. Nhẹ nhàng hơn này, các cái hòa trộn nó vừa phải, đúng chưa? Đó, đó các cái phần hòa trộn này, ta thấy cái nào nó hợp thì ta sẽ đưa vào, đấy, hoặc là tùy cái mục đích của các bạn sử dụng, đúng chưa? Đó, cái mục đích của bạn, đấy thì như này bây giờ tôi bật lên cái phần CC line lên nữa, nhìn này, nhìn nhá, đó hai hiệu ứng kết hợp cùng một lúc. Thì cái vẻ không ổn lắm đúng không? Bây giờ chúng ta xê dịch nó đi này. Rồi bây giờ chúng ta xê dịch cái điểm của nó đi. Đẩy về đằng sau. Rồi. Tức là cái ống kia nó xong đây đã. Xong rồi đến cái ống. Cho các cái ống này gần nhau đi. Rồi. Cái phần chúng ta kiểm tra lại phần CC line này. Phần CC line này chúng ta phải kiểm tra lại. Đây rồi. Đây chúng ta phải cho lên lại. Cho lên trước. Đó.
hiệu ứng này, đến cái phần ánh sáng sau, đúng chưa? Đó. Đấy, ta chọn cái nào cho nó phù hợp thì thôi. Rồi bây giờ chúng ta lại cái này thì màu của nó đang chưa ổn đúng không? Ta chỉnh lại cái màu của nó. Nhạt nhạt đi. Đó. Chưa? Đó. Kiểu nó vậy. Và bây giờ chúng ta muốn là nó sẽ là đi thế nào thì cũng được. Đây này, chúng ta sẽ có cái điểm point này, kéo xuống này, chúng ta nhìn thấy luôn này. Đó. Đó, kiểu như vậy. Đó. Khi mà ta đã kéo được những cái điểm như này thì ví dụ như ta đã kéo điểm đầu và điểm cuối của nó là có cái điểm mà nút đồng hồ đấy, chính là cái điểm key ấy, thì là bây giờ nếu mà chúng ta cầm một cái điểm tiếp theo thì sẽ là ra một cái điểm thứ ba. Đây, kích lại nha. Đây. Có lẽ vẹt sáng rồi. Đây. Đó. Được chưa? Thì khi mình kéo lên là thì ở vị nó trên timeline nó sẽ xuất hiện ra một cái điểm key nữa. Đó, nhưng mà thường chúng ta chỉ key hai điểm thôi để cho nó đẹp, chạy nó mới mượt. Đó. Thì cái bài này nó chỉ là về cái phần chúng ta sử dụng cái hiệu ứng gì, đó chính là phần CC Light Switch, nó để cho cái phần logo của chúng ta hoặc các cái sản phẩm. Đây, ví dụ như này. Đó. Hoặc là sản phẩm như thế này. Đây. Đó. Đó. Cái sản phẩm mà chúng ta muốn quảng cáo, muốn cho nó có hiệu ứng trong nó, sản phẩm cho nó nổi bật hơn, đó thì chúng ta sẽ làm như này. Đó. Và thực ra là gì, cái phần After Effects này có rất nhiều cái mà chúng ta cảm thấy nó khó khăn, nhưng thực ra là gì, ở trong Premiere các cái phần mà plugin mà cài thêm ấy, nó đã có rất nhiều các cái hiệu ứng để chúng ta làm được tại đó, vị trí đó luôn, tại phần mềm mà Premiere luôn. Chẳng qua là chúng ta chưa biết hoặc là chưa cài cái phần mềm đó, chưa dùng bao giờ, cho nên là thấy nó khó khăn. Thực ra là không, như kể cả tôi thì tôi gọi là kinh nghiệm nhiều năm rồi, tôi thấy rằng là nếu mà mình mà có một cái tay nghề tốt thì cái việc mà làm ở After Effects hay Premiere thì nó chỉ là cái phần mềm và cái công cụ thôi. Còn đương nhiên là cái phần After Effects thì nó sẽ nói về cái phần làm về hiệu ứng đồ họa thì nó sẽ mạnh hơn Premiere đó. Nhưng mà các phần Premiere, những cái hiệu ứng đơn giản kiểu như này thì tôi có thể làm được trong đó, không cần thiết phải sang tận After Effects này làm gì cả. Và cái bài này thì chúng ta sẽ vừa mới đã được hướng dẫn xong thì sau đây thì tôi sẽ được xin phép là kết thúc bài học. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.